Dạ xin chào cả nhà, trở lại với kênh Yêu Miền Tây 63 nha. Hôm nay thì mình cùng bằng người bạn hơi cấp 2 đi chợ, sẵn khi đồ phụ bạn ra ngoài chợ. Thì hôm nay mình sẵn tiện mình quay chợ cho mọi người xem ha. Đây. Đi một vòng chợ nha, chợ hôm nay là ngày 28 Tết. Buổi sáng là sáng giờ làm lu bu quá mình không có đi quay được. Bây giờ mình sẽ đi quay cho mọi người xem ha. Hôm nay mà buổi sáng rất là đông luôn. Mà chưa giờ là sáng giờ mình phụ và chị bán đằng đẳng mình đi quay không được, không khí chợ rất là sôi động, rất là tấp nập luôn đó. Bà con ở trên phố về cũng rất là nhiều này. Sáng giờ là mình phụ bán trái cây, bây giờ là gần 10 giờ rồi nên cũng bớt bà con rồi, chắc buổi chiều là người ta sẽ đi mua nhiều hơn này. Buổi chiều người ta sẽ đi mua nhiều hơn á, người ta bán cao lắm, có lượng xương quá giờ luôn rồi. Đây mình đi hơi nhanh ha, không khí Tết tại mình không có thời gian, tí nữa mình phụ cho bà chị bán nữa, chợ quê mình đó, đa số là người ta bán đồ trưng Tết là nhiều. Đi hả? Đi đâu hả? Đi lại lấy xe cái hả? Lấy xe hả? Đi. Bên trong này thì người ta bán quần áo á. Còn ở đây là bán bông hoa trái cây, bông hoa trưng Tết nè. Hoa trưng Tết cái này nè. Đây là chú Út với thím Út mình nè. Ngân ở đây nó ra nó phụ nè nè ha. Bán quá trời đi. Đây người ta bán bông cho cứ ông bà, đây cũng mua bó. Đây cũng mua bó hả? 85 rất là đông luôn, chợ mình rất là đông vui. Thì tại vì năm nay là không có 30 Tết, chỉ có 29 thôi, nên đa phần là chợ cuối là người ta mua bữa 28 là hết, mua đồ cúng hết trơn rồi. Đó, trái cây đồ dặt về rất là nhiều ha. Đây thì bà chị hai mình bán đằng kia kìa. Đó là sáng giờ mình phụ mình bán thôi, mình không có quay được. Để mình dễ mình nè, đây bà chị của mình. Đó. Đây quầy của chị hai mình, đây bán cũng có đầy đủ trái cây luôn nè, thanh long, măng cầu, xoài, quýt, với dưa hoàng kim á, bưởi nữa. Đây chị đẹp nè, chợ đông mới ghê không. Đó đa phần là người ta bán đồ Tết hơn nhiều hơn. Đây bán vàng nữa nè, mọi người có sắm vàng thì ra đây nha, vàng thì vàng giả cũng có. Bên kia bán bông quá trời đắt luôn. Bây giờ bán đồ chưng. Hôm nay mình thấy mọi người đi chợ khá là đông luôn. Tại vì bữa nay là 28 rồi, đa phần là mình ta gứa ông bà là ngày 28. Tại ngày 29 đó, thì có nhà nào mà ăn chay thường thường đó, người ta sẽ ăn được cái một ngày cuối năm, một ngày đầu năm, nghĩa là 29 với mùng 1. Đó. Mọi người thấy quệ trưng Tết không? Đây. Rất là đẹp không? Không khí Tết. Đó còn ở ngoài chợ. Quá trời đông luôn. Chị chào ca. Đó, mình này bán từ hết dân luôn rồi. Trái cây thôi. Bà ba. Hay, bây giờ hôm bữa là mình có quay chợ dưa hấu cho mọi người xem rồi, thì hôm nay mình sẽ quay cái chợ để bán trưng Tết thôi, mình không có quay bên kia, tới cái chỗ bán đồ ăn uống này thôi. Đó, bán tôm nè. Bên đây là bán bánh phồng. Mình sẽ đi ngược lại. Đó, bán bánh rất là nhiều. Đây chị Quỳnh nè.
vợ của anh Phong lúc trước mình hay quay trái cây. Đó, bán về dép quần áo bánh trái và được là đồ trưng. Thì hôm nay là mâm ngũ quả, còn này là người ta mua mấy cái miếng dán. Miếng dán là trái dưa hấu và miếng dán kim tiền nhá. Rất là đông ha. Thì mình đi vô tới đây thì còn một tí nữa chợ thịt chợ cá mình sẽ đi sau, mình không có đi trước. Hôm bữa nay người ta mua đồ chơi cũng nhiều kìa. Mình đi tới cái chị xế đồ nành này thôi. Tí nữa mình sẽ đi vô trong kia. Đó. Chị xế đồ nành nè. Chị này là mình hay quay chị lên mạng á. Tết là bữa nay là bà con mình đi buổi sáng là đông hơn bây giờ rất là nhiều luôn. Bây giờ là bớt chợ rồi đó. Bớt rồi đó, sáng là mình thấy là mình không có chỗ ngồi đi bộ luôn á. Tại người ta lựa, người ta ngồi người ta lựa trái cây rất là nhiều, bên trong là mấy cái shop quần áo á. Đây là men cho lựa. Ồ, bữa nay người ta bán bông chưng rất là nhiều. Bông số lượng khủng luôn. Đó. Còn bên đây là mấy cái shop quần áo ha. Shop quần áo, còn đây là bán núm gơm được kìa. Đó, cái khúc bên đây thì vắng hơn tại vì cái đường chính là đường bên đây. Đó, chị bán. Đây kìa. Đây thì chị hai mình bán chỗ khu này đó, mình sáng giờ mình ngồi đây mình phụ thôi đó. Bà con mình đây người ta cũng đi lựa quần áo rất là nhiều ha, ai cũng lựa quần áo tết đó. Nãy giờ mình đi gấp, mình đi một vòng đây. Mấy bữa nay là người ta mua dưa cải, làm nhấn dưa cải người ta làm dưa muối á thì người ta mua trước rồi. Trái cây người ta nhập về, người ta đi chợ lai gai giờ khoảng 11 giờ nha. Tí nữa chắc nếu mình có thời gian mình sẽ vòng vô trong chợ thịt chợ cá, còn không có thời gian thì thôi mình sẽ không đi. Đây, bà con người ta đi người ta lựa. Chị bán mận quá trời luôn. Rồi ký vô đúng rồi nè. Mình chưa có đi quay được á. Giờ mình mới đi quay lại bên đây ha. Bán bông rồi. Dạ. Đó chị á. Chị Lệ, chị đi về. Sáng mình chưa có đi dọc ở đây được. Mình đi về. Bên ngoài quốc lộ đó. Mình thấy xe quá trời đông luôn. Nay là bà con mình tranh thủ về sớm. Đang đi di chuyển trên quốc lộ 1A đoạn gần về nhà mình.
hai cổng Xuân vô nhà mình á, có một chỗ chỗ người ta làm cái cổng Xuân mới á, khá là đẹp ha. Đây mình thấy được phương tiện người ta di chuyển về rất là đông nha. Xe kìa. Rất là đông phương tiện về cũng tốt. Đây mình đợi tới đèn đỏ thì ở đây cũng hơi lâu ha. Này cũng phía bên kia lộ cái chỗ đường vô nhà mình có chữ chúc mừng năm mới, ở trên có con rồng phụng người ta làm rất là đẹp. Trời đông luôn. Đây cuối cùng đã tới đèn đỏ rồi ha. Đây con đường về nhà mình đó. Có cái cổng Xuân mới kìa. Đây. Ở trên có rồng phụng. Và cái bảng này là xã nông thôn mới nhưng mà chưa khánh thành.